Quý vị và các bạn thân mến, vào năm 2015, từ một trang web sách Ả Lầu Xanh và trở thành đường dây cung cấp gái gọi quy mô lớn. Hàng trăm chân dài xinh đẹp dưới sự chỉ đạo của Ả Lầu Xanh sẵn sàng phục vụ quý ông khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Khi mà bị lực lượng chức năng triệt phá thì sức ảnh hưởng của trang web này đã gây chấn động dư luận khắp cả nước. Đường dây gái gọi từ web sách cũng trở thành điểm nóng của dư luận ở thời bấy giờ. Lật bài ngửa đường dây gái gọi của tú ông Ả Lầu Xanh chính là câu chuyện mà Hồng Nhung muốn gửi tới quý vị khán giả để cảnh báo những chiêu trò ma quái của tội phạm mại dâm. Kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý lắng nghe ngay dưới đây. Ngày đó khi mở trang Ả Lầu Xanh sẽ đập ngay vào mắt hình ảnh hàng trăm chân dài trên người không một mảnh vải che thân, uốn éo đủ tư thế gợi cảm. Ngay bên dưới hình ảnh các cô gái là số đo 3 vòng, khu vực hoạt động, thái độ phục vụ, giá cả cho mỗi lần vui vẻ. Tú ông Ả Lầu Xanh còn đặt mã số cho mỗi cô. Chỉ cần khách gọi đến đọc đúng mã số, các cô gái sẽ cho địa chỉ khách sạn để khách tới nhận phòng trước. Để nâng cấp chất lượng về nhan sắc của phi đội gà bay thay thế những chân dài hương tàn sắc phai, tại mỗi miền, tú ông Ả Lầu Xanh tuyển một số ma cô chuyên nắm tình hình đi khách và săn lùng chân dài để cung cấp cho đường dây. Các ma cô sẽ vui vẻ với các chân dài trước để cho điểm về thái độ phục vụ, số đo 3 vòng và không quên chụp ảnh khỏa thân để báo cáo lại cho Ả Lầu Xanh. Từ những thông tin của các ma cô, tú ông Ả Lầu Xanh sẽ áp giá phục vụ cho mỗi em, cho khách hàng thoải mái lựa chọn. Các tú ông tuyên bố trên Ả Lầu Xanh rằng, dù bạn ở đâu, thời gian nào, chúng tôi cũng có thể cử các em đến phục vụ tận tình cho các bạn. Trong hệ thống gái gọi của Ả Lầu Xanh cung cấp các chân dài có giá từ 200.000 đồng đến hàng triệu đồng cho mỗi lần vui vẻ. Tuần trước, tú ông Ả Lầu Xanh vừa quảng cáo rôm rả, có trong tay hơn chục cô người mẫu. Các em sinh thái sẵn sàng phục vụ các đại gia tới bến với giá lên đến cả chục triệu đồng một lượt. Đối với những chân dài không ngoan ngoãn, phục vụ khách không nhiệt tình, bị khách phàn nàn, tú ông Ả Lầu Xanh sẽ loại ra khỏi danh sách. Viết báo cáo bôi xấu trên trang web như em này bị nhiễm HIV, cảnh cáo khách không nên chọn. Đưa ra luật khắt khe như vậy nên các chân dài cũng phải biết điều, tránh làm phật ý khách và Ả Lầu Xanh. Đường dây mại dâm của tú ông Ả Lầu Xanh không thu tiền trực tiếp từ việc đi khách của các chân dài, nhưng có khoản thu chính từ việc đăng ký thành viên của trang web. Muốn được tú ông cung cấp số điện thoại của các em, khách phải đăng ký thành viên bằng cách nạp thẻ cào điện thoại mệnh giá từ 500.000 đồng tới 5 triệu đồng để đăng ký làm thành viên trong một khoảng thời gian nhất định. Tú ông Ả Lầu Xanh chia nhiều cấp bậc thành viên, thành viên VIP, thành viên vàng, thành viên chiến lược. Cấp bậc càng cao thì tú ông càng ưu tiên cung cấp những em chân dài mới được tuyển và nóng bỏng nhất. Để đảm bảo sự bí mật, tất cả mọi liên lạc với tú ông Ả Lầu Xanh đều bằng email alau.xanh@. Khách hàng muốn đăng ký phải gửi email kèm theo mã số thẻ cào điện thoại đúng với số tiền đăng ký. Sau khi nhận được tiền, tú ông sẽ chấp nhận thành viên của đường dây. Ngoài ra, khách có thể đăng ký thành viên bằng cách chuyển khoản qua tài khoản tại Ngân hàng Đông Á hoặc Vietcombank. Khi thành viên ưng ý chân dài nào thì gửi mail, tú ông sẽ gửi số điện thoại, đọc mật khẩu để khách gọi liên lạc. Trong vai một nữ sinh viên đang cần tiền, X đã gửi thư đến địa chỉ email alau.xanh@, kèm theo số điện thoại để thâm nhập đội ngũ chân dài của tú ông Ả Lầu Xanh. Lập tức tú ông Ả Lầu Xanh gửi thư hồi âm yêu cầu X phải gửi 3 tấm hình khỏa thân để kiểm tra hàng họ. Ngày 25 tháng 3, ông Minh tự xưng là chủ của trang web Ả Lầu Xanh, gọi điện thúc giục X nhanh chóng gửi hình để ban quản trị báo cáo thông tin. X ngỏ lời muốn gặp tú ông để nhờ chụp hình, nhưng Ả Lầu Xanh từ chối với lý do không có ở Việt Nam. Tuy nhiên, tú ông Minh bất ngờ hẹn X ra một quán cà phê trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, sau khi đàn em của Minh quan sát được dung nhan của chân dài từ xa, Minh nhắn tin cho X: đàn em của anh đã thấy em về đi. Ngay đêm hôm đó, Minh đăng lên trang web với nội dung: một em sinh viên đang cần tiền, cần đi khách. Ông này không quên dặn dò: em này mới bắt đầu làm,
các anh em đừng có làm em sợ. Minh còn gửi email cho X để chỉ dạy. Anh sẽ cho em giá cả đi khách là 800.000 đồng một lần. Ai gọi đến đọc mật khẩu là bạn anh mốt A Lầu Xanh thì em mới đi nhé. Sau đó hàng chục vị khách đã gọi tới số điện thoại của chân dài để rủ dê đi khách sạn. X phải lấy lý do đang về quê để từ chối những lời đề nghị khiếm nhã của khách. 16 giờ ngày 11 tháng 4, Luân Đen tự xưng là thành viên ban quản trị A Lầu Xanh, một trong ba người sáng lập trang web A Lầu Xanh, hẹn X ra gặp mặt tại một quán cà phê trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1. Vừa gặp thì Luân khoe, anh là người được cử đi kiểm tra hàng để viết báo cáo trên web. Sau đó Luân Đen tự giới thiệu tên là Nguyễn Tiến Luân, nghề chính là quản lý kỹ thuật ở một công ty cổ phần về kỹ thuật cơ khí tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong máy tính của Luân Đen chứa hàng loạt những hình ảnh các cô gái khỏa thân nằm trong khách sạn mà ông ta chuẩn bị báo cáo lên trang web. Luân gằn giọng, nên nhớ em rất may mắn được gặp nhân vật cao cấp trong ban quản trị. Anh cũng có thể quảng cáo em lên mây để em đắt khách, và cũng có thể làm cho em không có một khách nào dòm ngó. Luân chỉ dạy tận tình những kinh nghiệm để khỏi bị công an sờ gáy và đảm bảo an toàn cho các chân dài khi hành nghề mại dâm. Tất cả thông tin thật của cô gái sẽ được xóa, thay vào đó là hàng loạt những thông tin ảo để đảm bảo bí mật. Luân dặn dò phải sử dụng một số điện thoại riêng để tiếp nhận các cuộc gọi từ khách hàng và tuyệt đối cẩn thận với khách hàng lạ mặt. Luân cho biết bất kỳ lúc nào Luân cũng sẵn sàng máy ảnh và laptop kết nối Internet để nhanh chóng cập nhật hàng mới và điều khiển các em. Sau một lúc trò chuyện thì Luân liên tục đề nghị X đi ngủ ở khách sạn cùng với anh ta để kiểm tra chụp ảnh, về viết báo cáo. Luân cũng dặn không được chủ động gọi điện cho Luân để đề phòng bị công an sờ gáy. Sau đó Luân lên xe máy hiệu Vision Honda màu đen chạy vòng quanh thành phố. Chờ đến chập tối, Luân phóng thẳng một mạch về hướng Đồng Nai. Theo tìm hiểu của chúng tôi, thành viên cao nhất của A Lầu Xanh là ông Minh. Tú ông Minh từng là thành viên của trang web khiêu dâm Lầu Xanh. Sau đó Minh liên kết với một người tên là Trí, hiện điều hành A Lầu Xanh ở Việt Nam, tạo ra blog A Lầu Xanh cung cấp gái gọi cho các quý ông ham của lạ. Ngày 1 tháng 1 năm 2011, Luân kết hợp với Tú ông Minh và Trí để mua tên miền ở nước ngoài, tên là A Lầu Xanh, máy chủ đặt tại Mỹ để cùng làm ăn. Từ đó, Minh cử Luân chuyên đi săn tìm chân dài để báo cáo lên trang web. Luân Đen khẳng định, tuy trang web hiện tại không kiếm lợi trực tiếp trên thể xác các em chân dài, nhưng lại thu lợi rất lớn từ việc đăng ký thành viên, từ nguồn đầu tư của các đại gia muốn phát triển trang web. Ngày 3 tháng 3, Tú ông A Lầu Xanh thông báo trên trang web cần tuyển mốt, quản trị. Thật ra chính là tuyển dụng thêm ma cô điều hành các tỉnh lẻ. Nhiệm vụ của mốt là chuyên săn tìm và kiểm tra hàng họ của các em chân dài. Chúng tôi gửi email cho Tú ông A Lầu Xanh để ứng tuyển làm mốt. Ngay hôm sau, Tú ông đã gửi email lại là phải nộp số tiền 2 triệu đồng để trở thành thành viên chiến lược. Khi trở thành thành viên ở cấp độ này thì mới có thể làm mốt. Tú ông A Lầu Xanh thúc giục ma cô trong ban quản trị liên tục săn tìm các cô gái chân dài từ các vùng, ưu tiên sinh viên. Chúng tôi liên hệ với một ma cô của A Lầu Xanh tên Tùng. Người này cho biết muốn làm nghề này, ma cô phải tiến hành nhiều cuộc gặp mặt, đưa các cô gái vào khách sạn. Sau những cuộc vui vẻ, ma cô phải chụp ảnh khỏa thân của các cô gái và báo cáo về ban quản trị. Ma cô Tùng từng khoe dẫn dắt một sinh viên trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp. Ngày 13 tháng 3, Tùng tự hào báo cáo trên A Lầu Xanh. Tôi đã có công đưa một em sinh viên thành hàng. Sau đó Tú ông này nhanh chóng đăng những tấm hình mát mẻ kèm theo giá đi khách của nữ sinh viên. Khách nữ sinh viên của một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau một tuần làm quen với một người tên Trí trên mạng, hai người đã hẹn gặp mặt nhau. Vì trẻ người non dạ nên cô đã ngủ với Trí và bị hắn chụp ảnh khỏa thân. Sau ngày hôm đó thì có hàng loạt người gọi điện tới với những lời rủ rê vui vẻ. Một thời gian sau, tên Trí gọi điện dụ dỗ. Anh làm bên A Lầu Xanh, em chịu khó đi khách, mỗi lần 1 triệu đồng. Khánh bức xúc, hắn đe dọa sẽ đăng hình khỏa thân của tôi lên mạng nếu tôi không chấp nhận. Tôi phải xóa nick chat cũ, hủy số điện thoại để cắt đứt mọi liên lạc với hắn. Và những cú điện thoại rủ rê ngã giá đi khách sạn, nhưng hiện vẫn vô cùng lo lắng.
Quý vị và các bạn thân mến, rõ ràng là dưới cái sự phát triển rất là mạnh mẽ của thế giới mạng 4.0 hiện nay, cái gì cũng đưa lên trên mạng, từ mua sắm điện tử đến cái thông tin mà quý vị có thể tìm kiếm trên Google, thì đúng là chúng ta không thể ngờ được rằng cũng có những cái trang web để PR, để quảng cáo một cái sản phẩm, đó là sản phẩm buôn bán, kinh doanh về xác thịt của các cô gái. Và cũng từ cái hình thức này thì có rất là nhiều những cái sự lựa chọn trên cả nước với từng cái giá tiền khác nhau, từng đối tượng khách hàng khác nhau, rồi là từng cái dung nhan diện mạo của các cô gái được đăng lên trên các cái trang web đen này để những quý ông làng chơi có thể thỏa mãn, có thể thoải mái lựa chọn những cái cô gái mà mình ưa thích. Sau đó thì có những cái hình thức mua bán dâm với nhau bằng các cái số điện thoại được đăng tải trên những cái trang web đó. Và cái tình trạng này thì nó đã diễn ra rất rất lâu rồi, chứ không phải mới đây mới có. Mà mãi sau này thì khi mà đủ các cái bằng chứng rồi thì cơ quan công an mới đủ để có thể kết luận và đánh sập trang web này. Từ đó nó mang đến cho chúng ta rất rất là nhiều những cái sự ngỡ ngàng, và hy vọng là những cái sự nhen nhóm của những cái trang web đen này sẽ được Cục An ninh mạng giải quyết sớm và triệt để vấn nạn nóng của xã hội này. Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại Hồng Nhung với rất là nhiều những chuyên mục án hay, hấp dẫn nữa trên kênh. Quý vị hãy đón xem nhé. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.